Kính thưa quý khán giả, cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc ngày càng gây cấn giữa hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney. Và câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là chủ nhân của tòa bạch ốc vào ngày 6 tháng 1 tới đây? Thưa quý vị, Trần Như hiện đang có mặt tại khu thương mại Eden, nơi mà cộng đồng người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thị Đốn và các vùng phụ cận chọn nơi đây làm nơi sinh hoạt, buôn bán. Và Trần Như hỏi chuyện một số vị khách mà có mặt tại đây để xem họ sẽ chọn ai là vị tổng thống cho năm tới. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Nếu mà hỏi về cuộc tranh cử tổng thống hiện tại và tôi chọn ai thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chọn cho ông tổng thống đương kim tổng thống Barack Obama, vì tôi nghĩ rằng ông đã có cái công trình cái công trình của ông trong 4 năm qua, thì chúng tôi nghĩ rằng là phải nên tiếp tục cho ông một cơ hội để mà ông có thể xong cái chương trình, những cái dự tính, những cái lập trường mà ông đưa ra để giúp cho tất cả những người dân Mỹ chúng ta. Obama đấy có vẻ xài nhiều tiền quá. Tôi không biết, không muốn là mai mốt cái thế hệ con cháu của tôi phải mắc nợ nhiều. Thì tôi muốn thay đổi. Thì tôi thấy là hồi nào tới giờ nước Mỹ có cái thói quen hay cái ông nào lên cũng hai nhiệm kỳ. Thành ra ông Obama giàu mình thấy cũng không có cái gì xuất sắc, nhưng mà cũng ráng cho ông thêm nhiệm kỳ nữa để coi cái kết quả ông làm như thế nào. Theo một cái trường phái rất đơn giản là bây giờ họ không phiêu lưu nữa. Và họ nhìn thẳng vào cái vấn đề người đã làm rồi. Dù ông ta làm cũng có điểm tốt và cũng như điểm xấu. Nhưng mà chúng ta thấy được cái người đã làm rồi. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình đi theo một lời hứa nữa thì cái lời hứa đó như thế nào? Thì bây giờ có một số lớn bây giờ họ nói rằng chúng ta không nên phiêu lưu nữa. Hãy nhìn thẳng vào những gì cái người đó đã làm và cho họ một cơ hội nữa. Còn riêng về vấn đề mà giới trẻ đó thì họ lại có vẻ là ngả về phía Tổng thống Obama nhiều hơn. Và riêng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ ông tái nhiệm. Viễn thì năm nay thì Viễn sẽ bầu cho ông Mitt Romney. Tại tình hình kinh tế hiện nay tại Mỹ thì nó rất quá sức thấp, thì mình cần một cái người nào mà hiểu biết về kinh tế. Tại cái người hiểu kinh tế thì nó khác với cái chính trị thì mình có thể làm đủ thứ chuyện, hay là tình hình thế giới hay là tình hình trong nước, nhưng mà về cái kinh tế thì nó hoàn toàn khác. Nó cần một cái người thật là giỏi về hiểu biết về kinh tế, cần phải tạo cơ hội cái công ăn việc làm. Thì khi mà công ăn việc làm nó tốt, mọi người có việc làm tốt thì cái kinh tế nó sẽ đi lên. Mà khi mà kinh tế nó lên thì cái quốc gia nó vững mạnh. Thì 4 năm qua thì Obama thì không có cái gì mà thay đổi hết. Thì nếu mà thêm 4 năm nữa thì nó cũng vậy thôi, chứ nó cũng không có. Mình cần có cái sự thay đổi, cần một cái sự đột biến. Cũng giống như New York cỡ mười mấy năm trước khi mà ông Bloomberg lên thì New York như là một cái rất là messy. Nhưng mà từ lúc mà có ông Giuliani rồi ông Bloomberg lên á, thì bộ mặt của New York nó hoàn toàn thay đổi. New York hiện nay nó khác với New York 20 năm trước. Thì mình nói về tình hình Mỹ á, thì nói chung là cái quan trọng đối với người người đi bầu trong năm nay á, thì là kinh tế là cái chính. Mà thì cái người kinh tế tốt thì cần phải có một cái người business giỏi, người ta hiểu biết về business đó mà. Đó là lý do mà chuyển bầu cho Mitt Romney. Kính thưa quý khán giả, vừa rồi là một số ý kiến của các vị khách mà Trần Nhi có dịp tiếp chuyện tại khu thương mại Eden ngày hôm nay. Trần Nhi cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.